Nắng thế này mà đi xe ô tô không có phim cách nhiệt thì đúng là nắng thế bà nội luôn anh em ạ. Anh em mà đang sử dụng xe ô tô mà cái phim cách nhiệt mà chưa được dán ấy thì đi cái thời tiết này ấy, cái hơi nóng nó phả từ đây này, từ cái táp lô này ơi, nó phả vào mặt lái mê, bên lái mê bên phụ bên này, thật sự nếu mà ngồi đằng trước ấy cực kỳ nóng ơi. Nếu mà anh em đang sử dụng xe ô tô mà chưa dán phim cách nhiệt hoặc đã được trang bị phim cách nhiệt là phim tặng rồi ấy, thì anh em đi cảm giác vẫn nóng, rất vẫn khó chịu, vẫn rát ấy, thì em nên lựa chọn những cái dòng phim cách nhiệt nó tốt hơn nhá. Bởi vì là lựa chọn những dòng phim cách nhiệt đi tốt hơn thì đi nó sẽ mát hơn và nó ngăn cản được các tia độc hại như tia UV này, tia hồng ngoại này, và lượng nhiệt loại bỏ lên đến 50-60% cơ. Đó, đây là bên mình đang tiến hành dán một tấm kính lái. Và anh em nào mà ở quanh khu vực Thái Nguyên thì em mời qua cửa hàng Akala Thái Nguyên, bên em sẽ test phim, test chất lượng phim miễn phí cho anh em nhé. Xin nhắc lại là test chất lượng phim miễn phí cho anh em.